Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2020 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chủ trì đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. Kết quả sơ bộ có 770 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2020. Danh sách sơ bộ này đã được công bố trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên và các cổng thông tin của hội từ đầu tháng 1 năm 2020. Tiếp tục thực hiện công đoạn 2 của quy trình bình chọn, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu, trong đó việc tiếp nhận hồ sơ minh bạch của doanh nghiệp, gửi thư tới các cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại địa phương liên quan để ghi nhận thông tin chính thức về tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp về chất lượng, môi trường, sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sau hơn một tháng tiếp nhận hồ sơ minh bạch thông tin của doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cơ quan quản lý kinh doanh các địa phương mà doanh nghiệp đăng ký, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục nghe giải trình từ doanh nghiệp, bên cạnh đó cũng xem xét thêm các thông tin từ giới truyền thông và người tiêu dùng. Và ngày 11 tháng 2 năm 2020, hội đã công bố kết quả với 604 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2020 do người tiêu dùng bình chọn. Lưu ý, đối với các doanh nghiệp thuộc ngành điện tử đã nộp hồ sơ thông tin, ban tổ chức vẫn đang tiếp tục quá trình xem xét và yêu cầu bổ sung hồ sơ thông tin và các tài liệu liên quan về tiêu chuẩn và vận hành, đồng thời xin ý kiến tham vấn của các chuyên gia trong ngành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngay sau khi có đủ căn cứ xác minh về tiêu chuẩn và vận hành, ban tổ chức sẽ xác lập danh sách công bố, bổ sung doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020 do người tiêu dùng bình chọn. Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ Miss Thiên Thư, email thiên thu@bsa.org.vn, hotline 0937 102 797, 0935 123 963.